Ơi, tí nữa là không sống nổi. Hầu tử đâu? Hầu tử? Thiên thần trời đánh. Giết chết người, ăn thịt người. Yêu xúc, người giết năm võ tăng trước mặt của ta là do ta quá sơ ý đánh giá thấp người. Nếu ta cẩn thận trọng hơn, họ đã cứu được là sai lầm của ta. Công việc của họ chưa hoàn thành để ta làm. Không sợ người. Yêu khí của hắn lại tăng mạnh, đối phó với đại yêu thế này phải tốc chiến tốc quyết mới được. Hôm nay cần tru sát yêu này, bất đắc dĩ phải tạm gác tâm từ bi. Bồ đề chấn nộ, diệt đỉnh kim quang. Ơi, là gì thế, đe được cả ta? Ơi, đến đây. Yêu hầu, đến lúc ngươi nhận lấy chế tài của thiên đạo, tiếp một đòn nội ý của ta. Thiên đạo nhất kích. Ta không thua đâu. Hầu tử, tiểu quả tử, ngươi chưa chết sao? Tốt quá rồi. Hầu tử, ngươi ở đâu? Mau ra đây đi, hầu tử. Này tiểu quả tử, ta bên này. Ây, ra nông nỗi này cũng tại ngươi cả. Ham ăn lại hiếu đấu, sau này không được nữa đâu đấy. Mau dùng pháp thuật phục nguyên đi, sau đó chúng ta bỏ đi. Không xong rồi, yêu khí của ta đã dùng tận, không hồi phục được nữa. Bị thương quá nặng, đừng đùa nữa. Mau hồi phục lại đi. Trước đó được thì bây giờ cũng được, mau đứng lên. Ta nói thật đấy, ta sắp chết rồi. Không, không phải, ngươi nói dối. Ngươi không chết đâu. Đừng, đừng lắc đầu ta nữa có được không? Không chết đâu. Đứng lên mau hầu tử. Xin ngươi đấy. Ngươi là thần nên che chở cho ta mà, sao lại bỏ ta cơ chứ? Ngươi chết rồi thì ta tính sao? Xin lỗi tiểu quả tử, ta không ở cạnh ngươi được nữa. Nhưng với ta đây là kết quả tốt nhất, đúng không? Tiểu quả tử đừng khóc. Ta bây giờ cảm thấy rất là yên bình, bụng không đói nữa. Đây chính là điều ta mong muốn. Ngươi có biết hay không, ta sinh ra từ một hòn đá. Nhưng ai, sao ta lại đến thế giới này? Đó là vì ngươi đấy. Là lời cầu nguyện của ngươi vì ta. Có chút ấn tượng, khi ta đang bay bổng ở trong hỗn độn, chợt nghe lời nguyện cầu của ngươi nên xuống đây. Vì thế ta biết mọi câu chuyện liên quan đến ngươi. Thú vị lắm đúng không? Lời cầu nguyện của nhân loại là lý do duy nhất yêu quái bọn ta tồn tại trên đời. Ta đến thế gian này, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, rất là vui và rất thú vị khi ở bên cạnh của ngươi. Tiếc là ta đã làm hỏng mọi thứ. Chết tiệt thật, vốn không nhìn thấy ngươi già đi. Không ngờ duyên phận lại hết nhanh đến vậy. Hầu tử, không, duyên phận hai người chưa hết. Cái chết không phải là kết thúc mọi thứ. Hai người vào lúc này đã kết duyên rất lâu, sẽ kéo dài rất lâu. Quá khứ, hiện tại và tương lai là kết nối với nhau, không khác gì ném đá xuống mặt hồ yên tĩnh, sẽ tạo thành từng đợt sóng, từng đợt gợn sóng. Mỗi bước hôm nay sẽ tạo thành vô số ảnh hưởng khó đoán sau này. Đại ca, nghe người ta nói, chúng sinh bao gồm cả thiên thần, yêu, nhân, sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi, trải qua một chuỗi phép tắc mà cả thần cũng không tính được. Ngươi sẽ trở lại thế gian này, không còn dính chút bụi bặm nào cả, cũng chính là kiếp sau. Kiếp sau, xem ra chơi vui đấy. Ta sẽ biến thành thế nào ngươi biết không? Không biết. Tiểu quả tử, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại, nhưng lúc đó ngươi có lẽ sẽ không nhận ra ta. Không, ta sẽ nhận ra ngươi. Ta đời này quá ngốc, kiếp sau hy vọng thông minh hơn một chút. Không chỉ thông minh, còn phải đánh giỏi bảo vệ người khác. Không ăn thịt người nữa, chỉ ăn chuối thôi. Tốt nhất vẫn còn được làm khỉ, ta thích như thế. Tiểu quả tử, bảo trọng. Ngươi phải khỏe mạnh sống thọ có biết hay không? Sau đó thế nào? Sau khi Sơn Tiêu chết, vị thiên thần đó dẫn ta đi. Ta nhớ, ông ta có bàn tay mạnh mẽ và ấm áp. Không rõ tại sao, ông ta cho ta cảm giác rất là an toàn và đáng tin. Và nói thật, bề ngoài của ông ta rất là tuấn tú. Ông ta chắc chắn là thiên thần, địa vị cực cao nhưng lại rất thân thiện và dễ gần. Đích thân đi vài ngày trong rừng với ta. Sau đó, ông ta đưa ta về bộ lạc đã bị nạc. Sau đó hóa thành từng điểm sáng biến mất. Sau đó, ta không gặp lại ông ta nữa. Đại vu sư bà, vị đại thần đó nói Sơn Tiêu sẽ luân hồi chuyển sinh, là thật chứ? Chắc là thật, ta cũng đang kỳ vọng đây.
Đã 60 năm qua rồi. Có phải là Sơn Tiêu đã chuyển thế, chỉ là đại vu sư bà không biết. Ơi, cũng có khả năng này. Ta luôn hy vọng có cơ hội gặp được Sơn Tiêu chuyển sinh. Ta nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra. Đại vu sư bà nói khi gặp Sơn Tiêu, bầu trời có dị tượng, có phải mưa sao băng hay không? Đúng vậy, bà xem có phải giống bây giờ hay không? Nhìn kìa, mưa sao băng, đẹp thật. Tình cảnh này, gió nên rồi. Ta không nhớ lầm. Giống như năm xưa, nguy hiểm. Thiên ngoại phi thiên thạch. Sao băng rơi trên núi, ta nhất định là phải đi xem. Nhân loại, ngươi không biết quy tắc hay sao? Ai cho ngươi lên núi? Xin lỗi Bạch Viên Thần, hãy cho tôi đi qua. Trở về nơi của ngươi đi, trở về đi, trở về. Thần mình xem ra rất là nóng, có phải là vì lưu tinh? Đây là hình dáng sao băng. Viên sao băng này rơi, có phải là hắn hay không? Cái chết không phải là kết thúc mọi thứ, chả qua phép tắc, mà thần cũng không hiểu rõ, sẽ trở lại nhân gian hoàn toàn mới, không dính bụi, không dính chút bụi, cũng chính là kiếp sau. Tốt nhất vẫn là khỉ, ta thích thế. Là ta nghĩ quá nhiều rồi, hay là có liên quan thật? Có hơi, hôn hôn chầm chầm. Cứ như là ngủ đã lâu vậy, những bọt khí này, chắc là của ta. Vậy sao để mất? Ăn vào lại đi. Biến mất rồi không ăn được. Bỏ đi. Này, như thế này thì tốt hơn nhiều. Này, ngươi là ai thế? Cứ nhìn ta mãi, tưởng ta không biết sao? Ta là vu sư cổ bộ lạc nhân loại dưới núi. Vì thế trời giáng dị tượng lên đến xem. Ơi, có thấy gì không? Tìm được ngươi đấy. Ngươi vừa ra đời từ tảng đá. Vậy sao? Ta vừa ra đời. Có lạ đấy. Ta biết nhiều chuyện trên đời. Còn có một tượng một số thứ. Ngươi hình như là cũng quen mặt lắm. Trước đây ta có quen một con khỉ đá, hắn cũng có hình dáng thế này. Vừa ra đời đã rất to khỏe, cũng biết nhiều chuyện. Dĩ nhiên cũng có nhiều chuyện không biết. Có một con khỉ đá khác sao giống ta, dẫn ta đi gặp hắn. Không được, hắn đã chết 60 năm rồi. Ơi, tên chết đã lâu thì có liên hệ gì đến ta, mất hứng. Có lẽ có, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Kẻ xâm nhập khí ngoại này, Bạch Viên Sơn không hoan nghênh người, muốn chết hở? Cút đi, chúng là ai thế? Bạch Mao Mi Hầu chiếm ngọn núi này, cút. Sao lại na nớn ta? Ngươi là khỉ khác đàn, chúng nghi kỵ. Cút đi, đừng ngồn. Lão tử muốn đi đâu thì đi đó. Ném chết người. Thạch Hầu Tử, ném chết bọn mì. Có phải muốn lão tử nổi nóng? Bọn ngươi sẽ rất là hối hận đấy. Thạch Hầu Tử, ngươi sao rồi? Kẻ xâm nhập cục rồi. Ném đá tấn công thành công, nên nào? Phân thây chúng đi. Không, thần nên nhời, dừng tay. Đừng làm bậy. Thạch Mao Mi Hầu bọn ta sẽ không tùy tiện sát hại con khỉ khác. Bạch Mao Hầu Vương, trước hết làm rõ tình hình rồi tính. Bạch Mao Tiểu Nục, nhân loại, trên người của ngươi có mùi của bọn ta. Ngươi đến từ bộ lạc dưới núi. Đúng vậy, tôi là nhân loại, được Mi Hầu che chở. Dưới núi là chỗ của bọn ngươi, trên núi là của bọn ta, tại sao lại đến đây? Tôi nghĩ tôi biết con khỉ đá này. Nó là nguồn cơn của dị tượng, có khả năng nguy hiểm với Bạch Mao Mi Hầu tộc. Không đâu, dẫn đi. Đi nào. Đưa về mẫu thụ rồi giải quyết sau. Dưới núi, bộ lạc Hoa Thị. Dù đã xảy ra chuyện gì cũng không được lên núi tìm. Đại vu sư bà đã căn dặn. Như thế có sao không? Một mình lên núi sâu, nơi thần linh cư trú, thần linh không gặp trực tiếp nhân loại, như thế sẽ có nguy hiểm. Mà lại đại vu sư bà sức khỏe không được tốt lắm. Lần này, lãnh tụ hộ lạc Hoa Phát, mọi người đừng lo, ta tin bà biết mình đang làm gì. Bà sẽ chết trên núi sau. Ơi, bà đừng chết. Bà đã nạ. Bà nói là hy vọng ở trên núi. Ồ, đó là di nguyện của bà. Đừng đoán nữa, hãy kiên nhẫn mà chờ. Coi chừng, trên nóc có người.
Là người ngoại này, chúng ta bị tấn công rồi. Chết tiệt, xem ra là một bộ lạc không quen chiến đấu. Đắc thủ quá dễ dàng. Thủ lĩnh Hồng Lạc Tần Thị Tần báo, giải quyết dễ dàng, thu hoạch cũng khá đấy. Còn có nhiều thiếu nữ và trẻ con. Trói tất cả bọn chúng lại, đứng lên. Chúng là ai thế? Chúng là kẻ tôn sùng ám hồn, bộ lạc thờ cúng tà thần. Nghe rõ đây, bộ lạc nhỏ của bọn ngươi đã không còn, các ngươi sau này là tài sản của ta. Ngoan ngoãn thuận theo bọn ta, một số người trong bộ lạc bọn ngươi sẽ có cơ hội sống, hiểu chưa? Bọn ta được Bạch Viên Thần ở trên núi che chở, họ sẽ đến tìm ngươi. Bạch Viên Thần bọn ngươi, bản thân chúng còn khó giữ. Chủ công của bọn ta đã nhắm vào Mi Hầu nhỏ bé, đừng hòng có ai đến cứu người. Về rồi, đại vương về rồi. Đây là nơi ở của Mi Hầu, trong một cây khổng lồ. Ơi, đó là nhân loại, sao lại đưa người lên đây? Không lẽ đại vương nhìn bà ta sắp chết? Bà ta không có liên quan gì đến dị tượng trên trời. Đại vương lợi hại thật, rốt cuộc là gì thế? Con của con sợ đến khóc rồi này. Các mi hầu yên lặng, chúng ta đã mang về thạch hầu rơi từ trên trời cao xuống. Là nó dẫn phát dị tượng, khỉ đá. Tuy nó là khỉ, nhưng sinh ra từ đá đúng là rất hiếm. Ta nhớ lại, tiên tổ có để lại truyền thuyết về linh minh thạch hầu. Đại vương, nó có làm hại bọn con không? Không biết, nhưng sau khi nó tỉnh lại, rất có khả năng giành địa bàn của chúng ta. Hầu vương, ngài đừng làm hại nó, tôi đảm bảo nó sẽ không xâm lược ngài. Nó thức dậy, sẽ ra đi trong yên bình, không làm phiền bất cứ ai. Nhân loại sao ngươi biết? Ngươi cũng chỉ vừa gặp nó mà thôi. Tôi nói sao nhỉ, đây là cảm giác của tôi. Có khả năng nó là hầu viên nhất tộc bọn ta, nhất định có địa bàn riêng của mình, nó cũng thế. Nếu nó đúng là thực lực mạnh, sẽ thử hủy diệt bọn ta. Chúng ta giết nó đi, ném nó vào trong hang sâu trong cây. Mi hầu tộc ta, để mọi người quyết định. Giết chết nó hay là giữ nó lại? Giết chết nó, giết. Cách an toàn nhất là được. Không. Từng cái xác một từ trên cây rơi xuống. Là mi hầu tộc của chúng ta, con cháu của ta là kẻ lao làm. Nghe nói mi hầu tộc là yêu tinh, khá có tiếng ở trên ngọn núi này. Nhưng đúng là làm ta thất vọng. Yếu quá yếu, yêu quá đại đạo. Là chỉ kẻ nào thích ứng mới sinh tồn nổi. Loại khỉ yếu thế này thì không cần. Bọn ngươi đấy, không có tư cách để sinh tồn. Các mi hầu, chuẩn bị chiến đấu. Hầu viên tộc đối địch đã đến. Là hầu viên tộc đối địch xuất hiện vào ngay lúc này. Trên cây có động tĩnh, chết tiệt, bị bao vây rồi. Cây mẹ này khá đấy, để cho mi hầu bọn người được sống thoải mái. Chính là vì quá thoải mái nên trở lên yếu đi. Xích khao mã hầu, kẻ yếu thì không được sống trong rừng. Hôm nay ta cho bọn người biến khỏi phi viên sơn mạch. Xích khao mã hầu, ngươi đã liên tục xâm chiếm vài viên hầu tộc. Mi hầu ta trước giờ không chọc ngươi. Ngươi bây giờ đến nhà bọn ta giết con cháu của ta. Phải đấy thì sao? Ngươi tưởng trốn ở một góc là ta không phá ngươi, quá là ngây thơ. Tóm lại sẽ đến lượt ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Khỉ đen, vì viên sơn mạch này có quá nhiều viên hầu tộc, quá nhiều hầu vương ồn ào chết đi được. Ta đã nói rồi, sau này trong dãy núi này chỉ có bọn ta là đủ. Đi nào hắc bối hầu, trốn mau, dẫn con cháu trốn đi. Sát các chiến sĩ mi hầu lên nào, bảo vệ nhà của chúng ta. Này thạch hầu tử, đừng ngủ nữa, tỉnh lại mau. Bây giờ mọi người cần ngươi đấy, mau tỉnh lại đi thạch hầu tử. Này xem mi chạy đi đâu. Tóm được mi rồi. Linh minh thạch hầu, mi dừng lại một chút có được không? Được. Tóm được mi sẽ dừng lại. Mi không tóm được ta đâu. Mi là ai thế? Ta là một ngọn lửa trí tuệ xa xưa. Trên đời này gần như không có chuyện gì mà ta không biết. Mi vừa sinh ra từ đá, hiếu kỳ mọi thứ xung quanh, muốn biết nhiều thứ đúng chứ. Mi nhìn xuống bóng ở dưới chân đi. Kiếp trước của mi chính là hình thế này.
Kiếp trước chính là tên này. Nhưng điều sai lầm của kiếp trước ngươi đã làm sai, nhưng trước khi chết đã đại ngộ. Người này sao? Cô ta là người kiếp trước mi đã kết duyên. Ơi thảo nào, thì ra là cô ta. Không chỉ có cô ta, mi kết duyên với nhiều người, yêu và thần. Những người này sau khi họ chuyển thế sẽ có hình dáng hoàn toàn khác. Có nhân thì có quả, thiếu thì sẽ phải trả lại, nhưng sẽ lại lần nữa xuất hiện bên cạnh của mi. Đoạn nhân quả này sẽ còn tiếp tục. Nhảm nhí, chuyện liên quan đến kiếp, chuyện kiếp trước liên quan gì đến ta? Hắn cũng đâu phải ta, tại sao lại kể cho ta biết chuyện này? Ta chỉ gặp mi một lần khi mi vừa ra đời. Xương chưa vững, mi sẽ mau chóng quên đi đoạn đối thoại này. Nhưng những gì ta nói là rất quan trọng với mi. Rất lâu sau này ta sẽ gặp tại, ta sẽ gặp tai kiếp. Lúc đó mi sẽ đến bảo vệ ta. Ta bảo vệ mi, tại sao thế? Không nói được, nhưng mi sẽ làm thế. Ơi tức cười, tưởng ta ngốc hay sao? Ơi lại không trúng. Thạch hầu tử, mi bây giờ còn một luồng dã tính khó hồi phục, không ai kiểm soát được. Nhưng khi mi qua lịch luyện thì sẽ hiểu rõ. Này, mi còn chưa nói cho ta biết mi là ai, tên của ta. Mi hỏi tên của mình đi. Đừng ngủ quá lâu đấy. Khi mi có được tên của mình sẽ biết ta là ai. Đi nào, đừng thăm dò nữa. Thế giới thuộc về mi đang đợi mi đấy. Bọn xâm nhập đừng xem thường bạch mao mi hầu bọn ta. Khi gia viên bị xâm nhập, bọn ta tuyệt đối là ra không ra tuyệt đối không ra tay nương tình. Vậy sao, dựa vào ngươi? Phụ vương, không sao. Đúng là đáng thương. Lão hầu vương tuổi già sức yếu, muốn dùng sức mạnh cuối cùng để bảo vệ đám mi hầu. Nhưng mi đã già yếu, vô năng phi lực. Kẻ sống sinh tồn, ngọn núi này sau này sẽ là của ta. Bạch mao mi hầu, cả một con ta cũng không tha. Diệt tộc của ngươi, ngươi đừng hòng, ta thí với ngươi. Ây, ngươi đến rồi. Gần đây ở trên yêu quái đại đạo, người và xích khao mã hầu, hai huynh đệ của người là đề tài bàn bạc của chúng yêu đấy. Đã nhốt vài viên hầu tộc, chiếm nhiều ngọn núi, địa bàn tăng lên không phải là ít. Không tí phi hầu, nhờ phúc của lão Phật gia, lợi ích địa bàn mở rộng, sẽ thường chia một nửa cho lão Phật gia. Ơi tốt lắm, tốt lắm. Về mặt này ngươi không bao giờ làm ta lo lắng. Không tí, ngươi là giỏi nhất. Trên yêu quái đại đạo, hàng ngàn vạn yêu linh, yêu tinh, ta thích nhất là khỉ. Đặc điểm bọn ngươi là nhanh nhẹn, nhanh trí, sức mạnh cũng lớn. Hoàng mi não Phật là đồng bọn tin tưởng. Trong áng hóc kết minh do ta lập ra, não Phật gia không có đề bạt của ông. Ta và xích khao mã hầu không có hôm nay. Ân điển này bọn ta sẽ mãi mãi không quên. Nói hay lắm, chúng ta tiếp tục hợp tác, lợi ích còn rất nhiều, từ từ mà kiếm. Quan hệ của con người và khỉ tốt hơn với các yêu tinh khác, vì thế lợi ích con người thờ cúng ở Phi Yên Sơn Mạch nhiều hơn lợi ích mà các nơi khác ở trên yêu quái đại đạo. Đúng là một miếng mồi béo bở. Bọn người đã chiếm bao nhiêu ngọn núi? Đã phần lớn, đợi xích khao diệt mi hầu, sẽ không còn đàn vượn nào có sức mạnh khiêu chiến bọn ta. Tộc mi hầu sao? Với thực lực của xích khao ta rất tin tưởng. Nhưng ta có một cảm giác kỳ lạ. Trận mưa sao băng đó ngươi có chú ý không? Sao băng? Có gì đáng để chú ý? Một giáp tí trước cũng có một trận mưa sao băng, đưa một con đại yêu thú dữ đến. Không chịu nổi một đòn, cút. Ơi mi hầu, ném đá. Ném đá như thế có là gì, xem ta đây. Thiết nha kỳ tí. Lão mi hầu, hạn chết của ngươi đã đến. Kỳ tí mở hết kinh lực, giảo sát. Sát, phụ vương, đại vương chết rồi. Là vì sinh ra từ đá, hầu tử này nhỏ mà sao lại lặng thế, có tránh được hay không? Thạch hầu tử, ngươi đừng ngủ nữa. Thì mi hầu cả ngọn núi này đều bị diệt tuyệt. Có một nhân loại ở đây thú vị thật, có trốn cũng vô ích thôi, chịu chết đi.
Hai heo tử, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại. Lại ra đây ngủ có một nát. Tỉnh lại đã có đánh nhau rồi, nhìn có vẻ láo nhiệt nhỉ. Cũng được đấy. Nhưng ngươi quá yếu, chơi không vui chút nào, cút. Nhân loại, ngươi không sao chứ? Ở đây là nơi nào thế? Mẫu thụ của Bạch Mao Mi Hầu, nơi ở của thần Ninh. Trong lúc ngươi ngủ, Mi Hầu đưa ngươi đến mẫu thụ, đang thương lượng việc xử trí người. Hắc Bối Hầu vào lúc này tấn công, chúng đã giết hầu lão Hầu Vương, còn đuổi cùng giết tận, tiêu diệt hết Mi Hầu trên núi. Ơi, có chuyện này sao? Là những con khỉ lông đen tấn công người. Con khỉ hoang từ đâu xuất hiện, dám cản bọn ta? Ngươi chọn cái chết, giết hắn ngay. Đến đi, đừng khách khí. Kim Cang bất hoại thần công. Cho dù ta không ra tay, bọn ngươi cũng không làm gì được ta. Đến lượt ta. Không sao, giải quyết rồi. Ta thấy mình giỏi quá. Ngươi biết gần đây có đối thủ nào hay không? Dĩ nhiên rồi, ta biết ngươi là lợi hại nhất. Nhưng ngươi biết thần Ninh lợi hại phải làm gì không? À, không biết. Phải làm gì? Ngươi càng mạnh thì càng phải che chở người yếu. Đây là ý nghĩa trời ban sức mạnh cho ngươi. Ngươi nhìn xung quanh xem, Mỹ Hầu đang gặp nguy hiểm. Ngươi có chịu giúp họ không? Họ đang cần ngươi đấy. Cần ta sao, các hầu tử nhỏ yếu? Còn vùng vẫy đau đớn, vô ích thôi, bỏ cuộc đi. Hầu vương bọn ngươi đã bị ta giết. Phụ vương, tiểu nục. Con là người có ngộ tính cao nhất ở trong số Mỹ Hầu. Rất thông minh, tiền đồ vô hạn. Là mặt trời vừa mọc. Còn ta thì đã già yếu. Sống ở vùng núi Phi Yên này càng lúc càng không dễ dàng. Xung quanh cường địch dòm ngó. Các Mi Hầu cần một người lãnh đạo mạnh mẽ kiên định hơn ta. Liên quan đến tương lai của tộc Mi Hầu. Tiểu nục, con có gánh vác nổi trọng trách này không? Phụ vương, con sẽ cố hết sức. Con sẽ mạnh hơn, không làm phụ vương thất vọng. Không thua được. Vì phụ vương đã mất, vì các Mi Hầu của tộc ta. Giết sạch chúng. Tập trung tinh thần. Dùng chiêu số đắc ý nhất. Ngay vào lúc tao luyện tập. Viên hầu chiến pháp. Vô tâm phi đao. Phi đao này là cái thá gì? Tao lộn người nào đã tránh được? Ây, nạ thật. Tất cả biến mất ở trong không khí, đi đâu thế? Thành công. Viên hầu chiến pháp làm phi đao biến mất xuất hiện lại. Ngươi sẽ không cách nào tránh được. Thú vị, xem ra ngươi mạnh hơn ta. Mạnh hơn cả tên vương hầu kia, hắn. Ngươi tấn công khá đấy, nhưng chưa đủ để giết chết ta. Đây là chênh lệch thực lực. Vùng vẫy cuối cùng làm ta bị thương. Nhưng đốt lên một chút yêu khí lại là khôi phục lại. Hắn mạnh quá, phụ vương xin lỗi. Lời hứa với phụ vương con không làm được. Con chỉ còn cách chết chung với mọi người. Đến đây là hết, chịu chết đi. Dẫm nát người. Này ngươi, Thạch Hầu tử. Bảo nhỏ bé, ta đến giúp ngươi đây. Muốn chết hả? Dẫm cả ngươi luôn. Ôi. Nhìn bên kia xem. Là Thạch Hầu tử đại vương mang về. Này này, ngươi là ai thế? Bốn đại gia chính là đại vương của Thạch Hầu tộc. Đến để giải cứu các tiểu hầu tử. Hầu tử vương mạnh nhất mặt đất. Thạch Hầu tộc. Rõ ràng Thạch Hầu chỉ có mỗi người. Vua Thạch Hầu, chưa bao giờ nghe. Ngươi từ ngọn núi nào đến đây? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi có làm rõ tình hình chưa đấy? Đây là chiến tranh giữa ta và Mi Hầu, liên quan gì đến người? Ây, ngươi sai rồi, Mi Hầu là con cháu của ta, ta phải xen vào. Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, ngọn núi này là của ta. Mi Hầu ở trên ngọn núi này đều được ta che chở. Ngươi không được động vào chúng, nếu không ta đánh ngươi, rõ chưa? Ta có nghe lầm không, Thạch Hầu tử? Ta là lợi hại nhất. Ta phải khiêu chiến tất cả yêu quái ở trên yêu quái đại đạo. Xung động không khác gì quỷ tiêu. Dù đối thủ là ai cũng chẳng hề biết sợ hãi. Quan khể thú vị thật. Cười chết ta mất. Cả quy tắc giữa các hầu tộc cũng không biết. Ngươi tưởng ngươi nói được. Ngươi lại không phải là Bạch Mao Mi Hầu. Ta dạy ngươi này. Bọn chúng chưa đề cử ngươi. Ngươi không phải là vương. Vì thế chúng không phải là con cháu của ngươi. Ngươi không có lý do can dự, hiểu chưa? Cốt đề quan khỉ hoàng. Đừng tùy tiện xen vào cuộc chiến giữa các đàn. Hả? Cần chúng đề cử sao? Đương nhiên rồi. Ngươi vốn không thể nào muốn đề cử đại vương.
Các ngươi hầu cần thương lượng một năm. Ôi, đề cử y Nam Vương, ta thừa nhận. Đại Vương cứu mạng. Này, tên đó bị sao thế? Mặc đi, người ta gọi thì cứ gọi đi để khỏi bị chết. Ngươi không thấy sao, chúng ta sắp bị diệt tộc rồi, còn hỏi gì nữa? Đại Vương, ta yêu Đại Vương. Đại Vương, Đại Vương. Các mi hầu, ta còn vài đứa cháu, xin Đại Vương cứu nó. Đúng là ta thấy bị cảm động rồi. Một mình ta no hết. Con khỉ hoang không biết từ đâu đến. Ngươi có biết mình chọc phải đối thủ nào không? Là ngươi đấy, ngươi lại hại lắm sao? Ngươi không biết, dĩ nhiên là không biết sợ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc chắn là ngươi mới đến ở phi viên sơn mạch này mà không biết Xích Khao Mã Hầu ta. Yêu tình vừa tu duyên đắc đạo, ngươi cho rằng mình có bản lĩnh, đúng là không biết trời cao đất dày. Ngươi nợ hạ thì tốt, ta sợ là đối thủ quá yếu. Hay là chúng ta thử xem? Được, thử thì thử. Con khỉ hoàng, hôm nay ta sẽ xé ngươi ra làm 8 mảnh. Ê, ai cho ngươi nghỉ ngơi, đi mau. Mau đi theo đội, mau lên, muốn chết hả? Chúng ta sẽ chết sao, các con đừng sợ. Thần Ninh sẽ không bỏ mặc chúng ta, họ tự có sắp xếp. Thật sao? Nhưng nghe chúng nói. Đến rồi, tất cả qua đây, bên này. Ơi, ở đây là nơi nào thế? Kinh dị quá. Còn nô lệ các bộ lạc khác, ở đây không phải là doanh địa của bộ lạc Tân Thị. Đi nửa ngày đường, cuối cùng đã đến. Bộ lạc Hoa Thị, đau đớn của bọn ngươi sẽ kết thúc sớm thôi. Ở đây là nơi hiến tế, bọn ngươi dự tính lấy bọn ta làm tế phẩm. Thông minh đấy. Xấu xa, có hiến tế thì cứ lấy ta. Hãy thả các đứa bé ra. Ngươi nói đùa hay sao? Một mình ngươi sao đủ? Vì mưa thuận gió hòa, nhà cửa yên ổn. Trăm ngày sau của bọn ta, tế phẩm càng nhiều càng tốt. Treo bọn chúng lên. Mã Hầu đại ca, đấm của ngươi hơi chậm đấy, hoàn toàn không đánh chúng ta. Kỳ tí chuyển động, ngươi sắp không cười nổi nữa rồi. Mời ngươi ăn đá. Viên hầu phi thích. Ơi, đạp cho ngươi đầu váng mắt hoa. Ai nói không tóm được ngươi? Ái chà, ngươi quá sơ ý rồi, chịu chết đi. Không dễ thế đâu. Sức mạnh của tiểu quỷ này quá lớn, đúng là không nhìn ra. Hầu quyền, tiểu tử, quyền của ngươi chỉ đủ để gãi ngứa cho ta. Đây mới là hầu quyền. Nghĩ nào lại vậy? Phải đấu sức với người. Họ đã đấu lên đến ngọn cây rồi. Mau đuổi theo xem. Ghê gớm thật, chủ nhân mới của chúng ta đấu cân sức với Xích Khao Mã Hầu. Cả đại vương cũng không áp được hắn. Chết tiệt, con khỉ hoang này có la lịch gì thế? Thái Châu chỉ vừa ra đời, còn chưa học bất cứ yêu thuật nào đã có năng lực thế này. Này ngươi đấy, đúng là có chút bản lĩnh, đánh nhau với đối thủ như ngươi mới vui chứ. Ơi, ta còn chưa dùng đến thực lực. Vậy sao? Vậy thì tốt lắm, ta đang hưng phấn đây. Nào cứ qua đây, đánh nhau với ai ta cũng không thua, vì ta là hầu tử vương mạnh nhất ở yêu quái đại đạo. Có chuyện rồi, yêu khí mạnh thế này, yêu quái đại đạo này sắp đại loạn rồi. Ơi, đúng là không ngờ đấy. Lúc đó chúng ta nhận bừa hắn làm đại vương mà thôi, thật ra không có kỳ vọng gì. Thì ra hắn ghê gớm thật, chúng ta có vẻ còn chưa tới số để chết. Chúng ta cần trợ uy cho hắn, tăng quyết tâm bảo vệ chúng ta. Đúng, cùng na nào, đại vương nguy võ, đại vương nguy võ, đại vương, đại vương. Hầu tử vương mạnh nhất, tiểu tử tự tin thế, hơi thích ngươi rồi đấy. Được, bây giờ ta chơi với ngươi. Xích Khao, đến đây là đủ rồi. Lão Phật gia, dây dưa ở đây chẳng ý nghĩa gì, mau rút lui. Dù sao con khỉ này không chạy đi được đâu, từ từ đối phó với hắn cũng không muộn. Biết rồi, vậy theo lời ông dặn. Thái Châu đại vương, xem như là ngươi may mắn sống thêm được một nát. Nhưng dù ngươi có yêu mi hầu, có cứu mi hầu, thì cả ngọn núi này đều đã vô dụng. Bộ lạc nhân loại ở dưới núi đã hoang phế, yêu tình không có nhân loại cung phụng, chỉ là một đám cô hồn dã quỷ.
Thái Thầu Đại Vương hôm nay cho đến đây thôi. Các người bắt cóc bộ lạc ở dưới Bạch Viên Sơn. Ta không làm chuyện đó, nhưng nhân loại vì lấy lòng bọn ta, chuyện gì cũng làm được. Nếu ngươi muốn lấy lại bộ lạc dưới núi, thì đến căn cứ địa của ta tìm ta. Nếu ngươi không sợ chết, tao nhất định sẽ đi, lúc đó phân cao thấp với ngươi. Hey, tiểu tử thú vị, ta đợi ngươi. Sao lại thế, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hải, cậu sao rồi? Đại tế sư, bộ lạc thần thị, chúng đã bắt mọi người đi. Bộ lạc tôn sùng tà thần, là nhân loại khác gây ra. Tại sao lại làm thế? Ta cũng không hiểu lắm hành vi của nhân loại. Giữa các bộ lạc nhân loại khai chiến vì nhiều lý do khác nhau. Bộ lạc tôn sùng ám hồn xưa nay đều thích xâm lược. Giữa các bộ lạc nhân loại khai chiến vì nhiều lý do khác nhau. Bộ lạc tôn sùng ám hồn xưa kia đều thích xâm lược. Chắc chắn là muốn bắt người sống để hiến tế. Là cách làm của bọn chúng, hiến tế cho ai? Cho những con khỉ đen lúc nãy tấn công mẫu thụ của chúng ta. Giao thủ với người là Xích Khao Mã Hầu, còn có huynh đệ của hắn Không Tí Viên Hầu. Nổi lên ở Phi Viên Sơn Mạch vài năm trước, mau chóng trở thành đàn khỉ mạnh nhất. Hai anh em sao? Chỉ lợi hại thì ra là có hai tên. Hai anh em bọn chúng đã chiếm hơn một nửa Phi Viên Sơn Mạch. Các đàn khỉ khác đều sợ bọn chúng. Chúng được gọi là khỉ ăn khỉ, là thành viên của Hắc A, của ám Hắc Kết Minh ở trên yêu quái đại đạo. Phía sau còn có thế lực to lớn chống lưng. Thú vị hơn đã nghĩ đấy. Trước hết mọi người hãy nhớ, không cần sợ chúng, người càng sợ chúng càng nam dữ. Nhất định là phải chiến đấu với chúng, không được nuôi. Nhân loại bị bắt đi cũng không thể nào không quản. Các đời của họ được mi hầu bọn ngươi bảo hộ, phải đối kháng chính diện hay sao? Chúng ta trước đây cứ xem như là không thấy, kết quả là ra nông nỗi như ngày hôm nay. Có kế hoạch gì? Người lúc nãy nói đấy, các đàn khỉ sợ hãi, không dám phản kháng ở Phi Viên Sơn Mạch. Tìm bọn chúng bàn bạc xem. Treo lên, treo hết bọn chúng lên. Mạnh nữa, kéo. Chủ công mạnh mẽ chúng tôi. Để ngài vui, chúng tôi mang tế phẩm đến. Hãy tận tình hưởng dụng. Sau này bảo vệ gia tộc của chúng tôi phồn hoa. Ôi sợ quá, thần linh bảo vệ chúng ta đâu, họ đi đâu cả rồi? Thần linh đã chết, chúng ta cũng không còn hy vọng. Thần linh đến rồi, xin hãy quan tâm đến lòng thành của người phàm, để người tốt được báo đáp. Ta đã nghe thấy tần thị dưới núi, người dâng hiến máu thịt quý báu cho đàn khỉ ta. Chúng cũng rất vui, nhưng ta có hơi buồn chán. Lòng hân hoan, dâng đồng loại của mình cho bọn ta ăn, cảm giác thế nào?